Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá lúa gạo ngày 5 tháng 7 2024 giá đi ngang. Hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa ít biến động. Tại khu vực An Giang chưa có giao dịch nhiều, đa phần là cho giá thấp mới mua. Hậu Giang nhu cầu mua lúa sang ngày có đều, chất lượng lúa khá đẹp. Ở Long An thương lái mua lai rai, chất lượng lúa bị giảm. Cần Thơ thời tiết xấu khiến giá lúa khó tăng, chủ yếu chỉ cắt lúa đã cọc. Giá tham khảo hôm nay. Giá tham khảo hôm nay tại An Giang, nếp An Giang 7.000 tới 7.200, nếp Long An 7.700 tới 7.800, OM 380 6.900 tới 7.000, IR 504 6.900 tới 7.100, Nàng Hoa 7.700 tới 7.900, Đại Thơm 8 7.400 tới 7.600, OM 5451 7.000 tới 7.200, OM 18 7.200 tới 7.400, OM 4900 7.300 tới 7.400, OM 34 6.800 tới 6.900. Tại Kiên Giang, IR 504 6.900 tới 7.100, OM 380 6.900 tới 7.000 đồng, Đại Thơm 8 7.300 tới 7.500, OM 5451 7.000 tới 7.100, OM 18 7.300 tới 7.500, Nàng Hoa 7.700 tới 7.900, RVT 7.300 tới 7.400, DS1 7.500 tới 7.600, ST2425 8.400 tới 8.600, OM34 6.800 tới 6.900, Jasmine 7.600 tới 7.700, Travonica 7.600 tới 7.800. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, IR504 6.900 tới 7.100, OM380 6.900 tới 7.000, Đài Thơm 8 7.300 tới 7.500, OM 5451 6.900 tới 7.100, OM 18 7.300 tới 7.400, Nàng Hoa 7.700 tới 7.900, ST 2425 8.400 tới 8.600, OM 34 6.800 tới 6.900, Jasmine 7.600 tới 7.700, Travonica 7.600 tới 7.800. Tại Đồng Tháp, IR 504 6.900 tới 7.100, OM 380 6.900 tới 7.000 đồng, Đại Thơm 8 7.300 tới 7.500, OM 5451 7.000 tới 7.200, OM 18 7.300 tới 7.400, Nàng Hoa 7.700 tới 7.900, OM 4900 7.400 tới 7.500, nếp An Giang 7.000 tới 7.200, nếp Long An 7.700 tới 7.800. Tại Sóc Trăng, IR 504 6.900 tới 7.100, OM 380 6.900 tới 7.000 đồng, Đại Thơm 8 7.300 tới 7.500, OM 5451 6.900 tới 7.100, OM 18 7.300 tới 7.400, OM 4900 7.300 tới 7.500, Lúa Tài Nguyên 7.700 tới 7.800, RVT 7.400 tới 7.600, VNR 20 7.400 tới 7.600, ST 21 7.900 tới 8.000 đồng, ST 2425 8.400 tới 8.600, OM 34 6.800 tới 6.900, Jasmine 7.600 tới 7.700, DS1 7.500 tới 7.600. Tại Bạc Liêu, Cà Mau, IR 504 6.900 tới 7.100, OM 380 6.900 tới 7.000 đồng, Đại Thơm 8 7.300 tới 7.400, OM 5451 6.900 tới 7.100, OM 18 7.300 tới 7.400, Nàng Hoa 7.700 tới 7.900, RVT 7.400 tới 7.600, VNR 20 7.400 tới 7.600, ST 21 7.900 tới 8.000 đồng, ST 24 25 8.400 tới 8.600, OM 34 6.800 tới 6.900, Jasmine 7.600 tới 7.700, DS 1 7.500 tới 7.600. Tại Long An, Tiền Giang, nếp Long An 7.700 tới 8.000 đồng, IR 504 6.900 tới 7.100, OM 380 6.900 tới 7.000 đồng, Đại Thơm 8 7.300 tới 7.500, OM 5451 7.000 tới 7.200, OM 18 7.300 tới 7.500, OM 4900 7.500 tới 7.600, RVT 7.700 tới 7.900, ST 2425 8.400 tới 8.600, OM 34 6.800 tới 6.900, Jasmine 7.600 tới 7.700,
DS1 7600 tới 7800. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR504 7000 tới 7100. OM380 6900 tới 7000 đồng. Đại Thâm 8 7400 tới 7500. OM5451 7000 tới 7200. OM18 7300 tới 7500. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.